lên nó mới lên nữa nha. Lúc đề 3 là phải để số này, số 7, chiều 7. Này là đèn pha, qua trái qua phải lên đi xuống, tắt, tắt rồi là sẽ không bẻ được nữa. Còn muốn lên ga không là nhấn lúc này, lên ga nè, đó, dễ ra, tự động dễ ra. Toilet là đồng hồ báo nhiệt, lúc nào chạy cũng 80 tám mấy độ là hợp lệ. Còn áp suất nhớt, áp suất nhớt mà đang chạy phải 3 ký mấy cho tới 4 ký, hoặc là 4 ký hơn càng tốt. Còn đây là đồng hồ tua, đây đồng hồ báo von, rồi đây chìa khóa, đây kèn báo nè, còn này là đèn tắt lô nè, đó tắt mở. Trên kia thì cái la bàn có còn cái đèn, cái đèn của nó còn á.